Người Trung Quốc xấu hổ khi blogger nổi tiếng chỉ ra 15 sự thật khó tin khi ở Việt Nam, bất chấp nhiều lời đồn. Các bạn thân mến, mình từng nghe có ý kiến Việt Nam là chỗ hở sườn của Trung Quốc, là gót chân asin của Trung Quốc. Người Trung Quốc luôn cho rằng Việt Nam mình chỉ là một đất nước nhỏ bé, lạc hậu, bẩn thỉu, không hơn không kém, và mãi mãi Việt Nam chỉ dậm chân ở vị trí đó mà thôi. Thế kỷ 21 rồi, nhưng người Trung Quốc vẫn như xưa, coi thường người khác, chỉ mình là trên hết, là truyền thống tinh thần 5.000 năm của họ. Nhưng đến đây, một bộ phận người Trung Quốc đã phải nhận một cái tát đau điếng vào mặt khi chứng kiến một blogger người Trung bóc trần sự thật khó tin về đất nước Việt Nam. Những sự thật ấy là gì? Phản ứng của cư dân mạng Trung Quốc cụ thể ra sao? Xin mời tất cả các bạn cùng theo chân mình đi khám phá câu trả lời có trong video ngày hôm nay nha! Mới đây trên diễn đàn Jinhu, một cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải câu hỏi thảo luận khá thú vị với chủ đề "Cảm giác lớn nhất của bạn sau khi đến Việt Nam là gì?" Câu hỏi này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là những cư dân mạng Trung Quốc từng đến Việt Nam công tác, du lịch hoặc làm việc. Trong số những bình luận nổi bật là chia sẻ của một blogger đến từ Quảng Tây, người đã nhiều lần ghé thăm Việt Nam và không giấu nổi sự kinh ngạc về sự phát triển của đất nước này. Blogger chia sẻ rằng, lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, anh không thể tưởng tượng nổi rằng đất nước này đã phát triển đến mức như hiện tại, thậm chí cảm thấy người Việt Nam còn giàu có và thịnh vượng hơn cả quê hương Quảng Tây của anh, nơi có GDP được cho là gấp đôi Việt Nam. Dù Quảng Tây chỉ cách Việt Nam một đường biên giới, anh trước đây chỉ biết đến Việt Nam qua những thông tin cho rằng đây là một quốc gia nghèo và lạc hậu, với nhiều nhà máy đang chuyển đến vì giá nhân công rẻ. Nhưng khi trực tiếp đến thăm, anh đã bị choáng ngợp bởi sự hiện đại, sầm uất và điều kiện sống cao của người dân, ngay cả các vùng nông thôn. Anh chia sẻ, tôi không hiểu tại sao Việt Nam có GDP bình quân đầu người thấp, nhưng điều kiện sống lại tốt như vậy. Cụ thể, blogger viết, tôi đã đến Việt Nam 5 lần trong 3 tháng qua và muốn chia sẻ những phát hiện cũng như cảm xúc của mình. Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam là vào tháng 2 năm 2022. Lúc đó tôi là một người mới đi du lịch từ Nam ra Bắc, ghé thăm nhiều thành phố lớn nhưng chỉ ở lại 10 ngày. Giờ đây tôi đã trở lại Việt Nam nhiều lần và sống ở miền Bắc Việt Nam suốt một tháng. Trước đây mọi người thường nói rằng Việt Nam đẹp hơn nhiều so với biên giới phía Bắc Trung Quốc, nhưng tôi vẫn không tin. Sau chuyến đi này, tôi chỉ muốn ghi lại những gì mình đã khám phá và cảm nhận trong thời gian gần đây ở Việt Nam. Không cần phải bàn cãi về thứ hạng hay nội dung, tôi chỉ viết từ cảm xúc. Dù bạn đi đến bất cứ đâu ở Việt Nam, thành phố lớn, thị trấn nhỏ hay là nông thôn, chắc chắn bạn sẽ thấy 3 loại cửa hàng, quán cơm, quán sửa xe máy và quán cắt tóc. Về sự phổ biến, đầu tiên là quán cơm và phở, thứ hai là quán sửa xe, rửa xe, thứ ba là tiệm cắt tóc. Ở đâu bạn cũng sẽ thấy. Thứ hai, ở miền Bắc Việt Nam có rất nhiều người dân tộc thiểu số. Người dân của những dân tộc này đều có tục lệ đeo khuyên tai từ khi còn nhỏ. Có những loại khuyên tai lớn như củ cà rốt. Đàn ông Việt Nam thích đeo dây chuyền bạc to và dày. Cả người lớn và trẻ em cùng đeo dây chuyền bạc. Thứ ba, không giống như lan truyền trên mạng, người Việt Nam rất nồng hậu. Nghe về những câu chuyện như băng đảng, xã hội cướp giật, buôn bán nội tạng, từ kinh nghiệm cá nhân của tôi, người Việt Nam là những người thân thiện nhất mà tôi từng gặp trong các chuyến du lịch. Khi mua đồ, vì không hiểu tiếng Việt nên tôi thường đưa thẳng ví của mình cho họ xem, họ chỉ lấy đủ tiền. Khi tôi hỏi đường, chắc chắn họ sẽ dẫn tôi đến một con đường dễ tìm nhất, rồi chỉ đường đến nơi cần đến. Gần đây nhất tôi đi qua cùng với bạn bè vào lúc đêm khuya, xe chết máy và ngẫu nhiên là có người dừng lại giúp đỡ. Người đó khi không đẩy xe được cho tôi, còn dừng chân đẩy chúng tôi đến tiệm sửa xe gần nhất, rồi mới quay lại nơi mình muốn đi. Thứ tư, tôi thích thái độ sống của người Việt Nam, rất lười. Về cơ bản, bạn có thể thấy một chiếc bàn đá hoặc bàn nhựa và một vài chiếc ghế nhỏ ở trong sân của mỗi ngôi nhà ở làng quê Việt Nam, với một bàn trà và một cái tẩu thuốc ở bên cạnh. Dù là nhà của người dân bình thường hay là người giàu có, thì mọi người đều thích chỉ ngồi uống trà và hút thuốc. Chó ở Việt Nam dường như cũng thích nghi với nếp sống của người Việt Nam và cũng lười trong việc trông nhà. Nhưng thực sự không phải là họ lười. Trong công việc, họ rất chăm chỉ, luôn làm hết công việc trong ngày. Sau đó thì hoàn toàn thư giãn, ngồi thưởng trà, hút thuốc, trò chuyện với nhau. Các gia đình ở làng quê Việt Nam thì rất hòa đồng, thích tụ tập nói chuyện với hàng xóm láng giềng và cũng rất thích thú mời chúng tôi nói chuyện, mặc dù đôi khi có những thứ chúng tôi không hiểu cho lắm. Việt Nam càng ngày bận rộn, ngày càng có nhiều doanh nghiệp đến định cư tại đó.
đi đâu cũng bắt gặp những nhà máy, xí nghiệp, ngay cả ở những khu vực thành thị hoặc nông thôn, rất nhiều khu công nghiệp mọc lên dọc theo mỗi tuyến đường. Người Việt Nam làm việc trong nhà máy rất nhiều nên thu nhập của họ khá cao. Theo tìm hiểu của tôi, lương ở đây vẫn thấp hơn Quảng Tây, nhưng người Việt Nam không làm tăng ca nhiều, thông thường họ chỉ làm từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày. Ở quê tôi, mọi người luôn làm việc 12 tiếng. Việc buôn bán kinh doanh ở đây cũng rất nhộn nhịp, thông thường tầng 1 của một tòa nhà mặt đường có thể dùng làm một cửa hàng nhỏ. Dù là căng tin hay là quán cà phê, mọi người đều rất thoải mái và ăn uống rất đông. Họ dường như không có áp lực về tiền bạc. Các hộ gia đình tại đây, tôi thực sự không biết có thu nhập từ đâu, nhưng mọi người cho biết mỗi gia đình thường có một khoản tiền tiết kiệm khá lớn. Người Việt Nam có vẻ luôn có cách nào đó để tích lũy tài sản, vì hầu như gia đình nào cũng có nhà được xây dựng kiên cố và đẹp, có tiền tiết kiệm và chi trả cho một số nhu cầu sống hưởng thụ thêm bên cạnh nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Do đó, các cửa hàng ở đây rất nhộn nhịp và điều đặc biệt là dường như không có sự cạnh tranh ác ý. Điều mà tôi thường gặp là khi đến cửa hàng này tìm món ăn, nếu họ không còn nữa, họ sẽ rất vui vẻ chỉ cho bạn đến cửa hàng ở phía trước. Thứ 6, những tòa nhà của người dân rất đẹp, hầu hết ở đây đều đầy đủ tiện nghi. Chúng tôi đã đến rất nhiều nơi ở miền Bắc Việt Nam. Ở các thành phố lớn, những tòa thường xây dựng theo kiến trúc kiểu Pháp, nhà ống dài và hẹp. Ở nông thôn, người ta thường xây dựng biệt thự mái ngói. Chúng có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Hầu hết chúng đều có từ 2 cho đến 3 tầng, là những căn hộ tư nhân của mỗi hộ gia đình, được xây dựng và thiết kế đẹp và không gian rộng hơn nhiều những căn hộ chung cư của người Trung Quốc. Thứ 7, hầu hết nhà cửa của các dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam đều được làm bằng tre hoặc gỗ, giống như nhà sàn của người Choang ở quê tôi. Tầng 1 thường được xây cao để thoáng, tầng 2 mới là nơi sinh hoạt cho gia đình. Nhà trọ mà tôi thuê có 2 tầng, các phòng được ngăn cách với nhau bằng gỗ, cho cảm giác thoải mái, thoáng mát, nhưng tôi e ngại về khả năng cách âm của chúng. Thứ 8, người Việt Nam thích uống rượu và rất thích mời người lạ uống rượu chung. Người Việt Nam nhìn chung thích uống rượu, chủ yếu là rượu gạo, rượu ngô hoặc rượu hoa quả. Thỉnh thoảng tôi vào quán ăn sáng, ăn bún hoặc phở, vẫn được các chú bàn bên mời sang uống rượu cùng. Rượu gạo và rượu ngô ở đây không có bất kỳ chất phụ gia nào, chúng chỉ có vị ngọt cay, nên uống say nhưng không mệt mỏi và đau đầu. Thứ 9, con gái Việt Nam đều có thân hình mảnh mai, để tóc dài và làn da trắng tự nhiên, ăn mặc hợp thời trang và thích tô son màu sắc rực rỡ. Con gái Việt Nam nhìn chung đều có thân hình rất mảnh mai, xinh đẹp, để tóc dài quấn hút với làn da trắng tự nhiên. Tôi cho rằng do chế độ ăn uống ít dầu mỡ và rất lành mạnh ở Việt Nam nên con gái Việt Nam mới có những đặc điểm như vậy. Thứ 10, các bà mẹ Việt Nam chủ yếu sử dụng đũa dài khi nấu ăn, giống như đũa dài khi ăn lẩu tại Trung Quốc. Trong mỗi căn bếp của các gia đình Việt Nam thường có những đôi đũa dài như vậy, đó là đũa dùng để nấu ăn. Người Việt Nam không dùng muỗng để nấu ăn như người Trung Quốc mà thích dùng những chiếc đũa dài. Đồ ăn tại Việt Nam thường rất nhạt, đôi khi có cảm giác không có muối. Tôi thường phải cho thêm nước tương để món ăn thêm mặn. Thứ 11, giao thông ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội, nhìn chung có vẻ hỗn loạn, nhưng thực ra tôi thấy trong cái hỗn loạn đó vẫn có trật tự. Hầu hết các anh chị lái xe ở đây đều rất giỏi và có thể di chuyển thoải mái giữa những dòng người. Thực tế, khi người lái xe băng qua đường, mọi thứ dường như chỉ cần một cử chỉ hay một cái nhìn, bạn có thể giao lưu với người đối diện bằng ánh mắt. Nó giống như tôi dùng ánh mắt để nói với bạn rằng tôi phải băng qua chỗ này và họ sẽ tránh đường. Thứ 12, túi ni lông ở Việt Nam rất bền. Túi ni lông vẫn được sử dụng với số lượng lớn vì giá thành rất rẻ. Mọi quán ăn, nhà hàng, khu chợ, khu mua sắm ở Việt Nam đều trang bị túi ni lông cho khách hàng mang về nhà. Đó là một vấn đề lớn đối với môi trường. Đôi khi tôi thấy có rất nhiều túi nhựa trên sông hoặc trong rừng, thực sự là rất đáng buồn. Thứ 13, trà sữa trân châu đang giết chết người ở Việt Nam. Tôi chưa từng thấy nhiều quán trà sữa như vậy ở quốc gia của tôi, kể cả là Quảng Tây hay Quảng Đông. Đó là một thức uống không lành mạnh, nhiều đường và nhiều chất phụ gia, nhưng lại đang được giới trẻ Việt Nam rất ưa chuộng. Giá của chúng cũng không hề rẻ so với những đồ uống khác tại Việt Nam. Nhưng có lẽ do thu nhập tăng cao cộng với tâm lý xính ngoại đã khiến giới trẻ Việt Nam sa vào việc uống trà sữa không lành mạnh. Thứ 14, đến Việt Nam tôi có cảm giác người Việt Nam thực sự có thể đi du lịch vòng quanh thế giới chỉ bằng một đôi dép, vì dép của họ có cảm giác rất là mềm. Người Việt Nam rất thích đi dép lê và chúng tôi có thể bắt gặp họ đi dép lê ở bất cứ đâu, từ nơi sang trọng đến nơi bình dân. Dép lê ở Việt Nam thì là rất bền, tôi đã thử mua thử một vài đôi và có những đôi đi được cả vài tháng, có những đôi cả năm mới hỏng. Thứ 15,
cơ sở hạ tầng, mặc dù luôn bị Trung Quốc đánh giá là rất lạc hậu, nhưng thực tế là hệ thống đường bộ của Việt Nam cũng rất phát triển. Có những con đường cao tốc, đường tỉnh lộ làm rất đẹp và đã kết nối mọi địa phương với nhau, không có nơi nào bị cô lập. Hệ thống đường hàng không cũng vậy, có nhiều sân bay trong cả nước. Tuy nhiên, đường sắt của Việt Nam thì vẫn tụt hậu khi Việt Nam vẫn sử dụng những đường sắt tốc độ thấp từ thế kỷ trước. Cuối cùng, sau tất cả, tôi sẽ trả lời cho câu hỏi trên, ấn tượng lớn nhất của tôi về Việt Nam là gì? Thành thật mà nói, lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam, tôi thực sự không thể tin vào mắt mình. Tôi không tin đây là Việt Nam vì không thể hình dung ra nó đã phát triển như vậy. Trong suy nghĩ mặc định ban đầu của tôi và rất nhiều người Trung Quốc, Việt Nam phải rất nghèo, rất lạc hậu vì những gì trên mạng miêu tả về Việt Nam đều như vậy. Mặc dù quê hương của tôi giáp danh với Việt Nam chỉ cách nhau một đường biên giới, nhưng trước đó tôi chỉ có rất ít thông tin về Việt Nam. Tôi chỉ biết rằng Việt Nam còn đang rất nghèo và lạc hậu. Nhưng gần đây, nhiều nhà máy đang chuyển đến Việt Nam do giá nhân công tại Việt Nam rất rẻ, lương thấp và nhiều lao động Quảng Tây chúng tôi cũng đang sang Việt Nam làm việc do các nhà máy bắt đầu di chuyển hết. Nhưng thực ra, Việt Nam đã rất phát triển, các thành phố và khu vực nông thôn đều rất thịnh vượng, không thua kém gì các thành phố ở Quảng Tây, quê hương tôi. Mặc dù hạ tầng giao thông và đường chân trời tương đối kém hơn, nhưng điều kiện sống của người dân tại Việt Nam thì không kém chút nào, nó thậm chí còn tốt hơn điều kiện sống của người dân quê tôi. Thực sự, trong lần đầu tiên tôi sang Việt Nam, tôi đã không còn tin vào những gì được miêu tả trên mạng nữa. Trên là những chia sẻ về Việt Nam của blogger người Trung Quốc. Bạn thấy sao về những chia sẻ này? Hãy bình luận bên dưới và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh của Bảo Thông Thái để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo. Còn nhiều điều bất ngờ thú vị khác mà bạn sẽ không muốn bỏ lỡ đâu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới.